đến kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình thì hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình làm cái video này giới thiệu cho các bạn nhận một cái con mới UFA các bạn. UFA chứ không phải UFO nha các bạn. Đây, cái con UFA, cái con này mới ra lò. Ăn UFA. Điểm danh giống như Thai Stop ha. 1 giờ thì được 10 UFA, 24 giờ kích hoạt một lần. Ha, đăng ký bằng số điện thoại ha. Ở cái link đăng ký này có thể là mình để trong mô tả video nha các bạn, hoặc là cái link rút gọn nha, các bạn thông cảm. Rồi. Cái có giới thiệu nữa thì các bạn nhìn phía dưới có giới thiệu, ở đây mình quên để vô rồi. Thì cái này nó mới ra cho nên các bạn hãy tiên phong làm trước được các bạn. Cứ nào cứ có ra mới cứ làm trước được các bạn. Ăn được thì ăn, còn không ăn được thì không sao các bạn, nó tất cả đều miễn phí hết cho nên không sao. Rồi. Nhưng mà đặc biệt cái thằng này nó có cái cửa hàng các bạn, nó có cửa hàng. Thấy không? Cái cửa hàng của nó là các bạn, mình chụp lại nè. Có nón nè, rồi có áo thun nè, vân vân, áo áo khoác. Điện thoại đó các bạn, vỏ điện thoại. Ha. Rồi hình dáng vân vân, nói chung là nó cũng cũng có cái ấy các bạn. Này là cái lịch làm việc nó giống như Thai Stop ha, nó có cửa hàng của nó nha các bạn, cho nên là yên tâm đây, mình nghĩ cái con này cũng có khả năng tốt đó các bạn. Các bạn ủng hộ mình bằng cách là click vào đường link trong mô tả video nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đăng ký cho nhanh, còn các bạn có thể tìm hiểu thông qua YouTube hoặc là Google nha các bạn nha. Thì mình sẽ đỡ tốn thời gian các bạn, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký nha. Đầu tiên các bạn click vào đường link này nha, click vào đường link này. Rồi, khi click vào đường link thì nó ra giao tiền như thế này các bạn. Các bạn bấm khủy cho mình nếu như nó ra giống mình nha. Để nó chuyển sang xe Clay, các bạn cài app vào. Rồi, nó ra là Unicorn Network các bạn nha, đúng cái tên này. Rồi, cài đặt đây các bạn. Thì các bạn nhớ ủng hộ mình nha các bạn, bằng cách là xem mô tả video hoặc bình luận đầu tiên các bạn cũng có cái đường link đó. Còn bạn chưa bấm vào nút đăng ký kênh YouTube của mình thì hãy bấm vào nút đăng ký nha các bạn, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Cài đặt cũng khá lâu, các bạn đợi một chút xíu nha. Rồi, sau khi cài đặt xong thì nó sẽ chuyển sang giao diện là quét để biết cái này có an toàn hay không đó các bạn. Rồi, nếu mà ai ra giống như mình á, khi mà nó chuyển sang an toàn thì các bạn click vào OK giùm mình nha. Rồi sau đó các bạn bấm mở giùm mình nha. Cái này đã đăng ký bằng số điện thoại cho các bạn nha. Rồi nó kêu là sign in with Facebook, sign in with phone number thôi các bạn, thì theo hướng dẫn các bạn hãy chọn là sign in phone number nha. Chọn cái này. Rồi sau đó các bạn chọn cái chỗ ô cho cộng 1 nè. Là cộng 84 giúp mình. Các bạn chọn 84 giúp mình nha, có thể là nằm dưới chót. Bởi vì nó là Việt Nam các bạn, nó đây nè, đó. Rồi các bạn gọi điện thoại vào, gõ bỏ số 0 đầu tiên nha các bạn. 0 bỏ số 0. 9 3 7. Đó, mình lấy cái số mobile. Rồi bỏ số 0 đầu tiên nha các bạn. Rồi bấm send SMS code nha, để cho các bạn nhận code nha. Bấm vào đây. Rồi xem mà nó có nhận code hay không. Các bạn chờ được chút xíu. Nếu nó không có code thì các bạn phải đổi cái số khác á. Đó, có các bạn. Có.
103976. 103976. Rồi, ok. À, như là được các bạn nha. Rồi. Như xin em. Chat này sẽ hiện ra những người ấy dắt. Rồi, các bạn bấm vào cái ô giữa đó các bạn. Các bạn bấm vào ô giữa nha. Đây. Các bạn nó chuyển ra đây, các bạn bấm vào ô giữa ha. Sau đó các bạn bấm vào Star Mining giúp mình nha. Bạn bấm vào đây. Rồi, sau đó chọn nó nói là gì đây nè. Như một Unicorn Network, thành viên như một thành viên của Unicorn Network, bạn có thể kiếm Unicorn Ri. Sau đó nick Z cho 24 lần 24 giờ kế tiếp ha, với nhiều người bạn mời cùng nhau rồi gì đó để kiếm Unicorn bạn không cần phải giữ trên app đang chạy, nếu bạn sẽ không gì đó. Nói chung là cái rất là dài, các bạn có thể đọc được bạn bấm Z đi các bạn. Nếu các bạn muốn đọc lại thì bấm không không cần chết chỗ này nha, chết chỗ này thì nó không hiện nữa. Bấm Z đi các bạn, để ngày mai các bạn cần đọc lại thì nó ra đó. À, một người current à. Rồi chat à, nó đang giải nè các bạn à, cái số này đang nhảy nè à. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua username. Rồi đó các bạn, bạn thấy nó nhảy số không, các bạn thấy nó nhảy ha, 0,052 macro đó các bạn đó. Rồi các bạn qua đây nè đó, các bạn thấy cái admin mới tạo ha, mình lấy luôn cái tên là vậy luôn. Rồi giờ bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn lấy cái đường link nha, lấy cái đường link để giới thiệu cho các bạn nha. Các bạn bấm vào đây nè, cái hình cái bánh xe nè, bánh răng đó. Sau đó các bạn chọn là xe to friend nè nha nha, bấm vào đây xe to friend đó, nó lên ha, nó lên. Chẳng hạn như các bạn chọn Telegram đi, để các bạn lấy đường link các bạn. Telegram mình sẽ chọn vào là sale message nha, send đó. Thì đây chính là đường link giới thiệu của mình nha các bạn. Mình sẽ để đường link giới thiệu này ở dưới mô tả của video cho các bạn nha, hoặc là đường link rút gọn nha, các bạn ủng hộ mình bằng cách click vào đường link này nha các bạn nha. Ở đây trong mô tả video nha các bạn nha. Rồi như vậy thì nó đào như vậy thôi các bạn. Sau này thì mình sẽ tìm hiểu tiếp, mình sẽ làm video tiếp để hướng dẫn các bạn nha. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông qua những cái bánh răng này các bạn có thể tìm hiểu thêm nha. My reward là cái gì nè đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm nha các bạn nha. Rồi đó, tại mình mới tạo tài khoản cho nên cũng chưa có gì nhiều các bạn. Rồi. Rồi có gì không hiểu bạn có thể bình luận dưới video các bạn nha, để mình có thể là làm video để giải đáp cho các bạn, hoặc là mình sẽ trả lời trực tiếp nha. Nhưng mà các bạn muốn hỏi gì thì có thể mình hay chat trên bình luận của video luôn các bạn, cho nên nó cho dễ, cho các bạn có thể bình luận thoải mái ở đó nha. Rồi nếu bạn chưa đăng ký kênh YouTube của mình, hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Và chúc các bạn kiếm thật nhiều uni nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.